Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. EU đã ban lệnh cấm vận với lại giới chức tư pháp của Nga và quy trách nhiệm cho việc bỏ tù nhà lãnh đạo đối lập đã qua đời là ông Navalny. Bản tin mới nhất cho biết thì Liên Hiệp Âu Châu trong ngày thứ Sáu đã áp dụng thêm lệnh cấm vận và trừng phạt với lại Bộ Tư pháp của Nga và các viên chức trong nhà tù chịu trách nhiệm cho cái chết của ông Alexei Navalny trước khi mà ông qua đời vào tháng trước ông Alexander Navani đã bị sát hại một cách chậm rãi bởi chế độ của Kremlin và bắt đầu nhắc nhở chúng ta về tình trạng mà đời sống con người. Đó là lời phát biểu của ông Joseph Borrell, lãnh đạo chính sách đối ngoại của Liên Hiệp Âu Châu đã đưa ra trong một cách loan báo. Ông Borrell cho biết định cấm vận này nhắm vào 33 viên chức và hai giới chức tù nhân của uh, và hai tù nhân của nga đã liên hệ tới việc mà cái chết của ông Navani và sự cầm tù của ông trong đó bao gồm việc đóng băng tất cả tài sản và ban lệnh cấm bay bay tới Âu Châu và việc này để nhắm vào giới chính trị và giới chính quyền của nga phải chịu trách nhiệm cho những vi phạm nhân quyền tại nga Navani được xem là nhân vật đối thủ của ông Vladimir Putin phải bị kết án tù là 19 năm khi mà ông ta qua đời. Và ông ta được xem là nhân vật nằm sau đã bị cầm tù từ tháng Giêng năm 2021 khi ông ta quay trở lại nước Nga từ nước Đức nơi mà ông ta đã phục hồi sau khi cáo buộc là đã có sự đau độc của ông ta bởi Điện Kremlin. Và hiện nay thì EU cho biết là các dự luật này sẽ nhắm vào cái nhà tù của tên gọi là IK6 và cả nhà tù IK3 tức là những nhà tù được xem là có mức an ninh cao nhất của nga trong đó các giới chức này bị quy trách nhiệm là việc cái chết của ông Navani bên cạnh đó thì các giới chức của ngành tư pháp của nga bao gồm luôn cả Andriy Suvorov được xem là người đã đưa ra bản án 19 năm tù với lại ông Navani và trong đó thì Kirill Nikiforov được xem là người đã bác bỏ cái đơn kiện của ông Navani nhắm vào cái nhà tù IKC khi mà ông bị chuyển và bị trừng phạt trong vòng 12 ngày ở trong phòng biệt giam. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Nga và Trung Quốc đã phủ quyết cái nghị quyết của Hoa Kỳ tại Liên Quốc khi kêu gọi một cuộc ngưng bắn ngay lập tức tại Do Thái và giải Gaza. Bản tin mới nhất cho biết thì cả nga lẫn trung quốc trong ngày thứ sáu đã phủ quyết một cái nghị quyết do hoa kỳ bảo trợ ở cái hội đồng bảo an liên quốc trong việc mà ngay lập tức phải có một cuộc ngưng bắn tại cuộc chiến của cho thái và hamas ở giải gaza để bảo vệ cho thường dân và mở ra cái đường hướng hỗ trợ nhân đạo cũng như là giúp đỡ cho khoảng 2 triệu người đang bị đói của người palestine cuộc bỏ phiếu của 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thì có 11 thành viên đã ủng hộ, 3 thành viên đã không ủng hộ và một thành viên đã vắng mặt. Trước khi cuộc bỏ phiếu thì đại sứ của Nga ở tại Liên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là Vasily Nepenzia nói rằng Moscow ủng hộ cho việc ngưng bắn ngay lập tức. Tuy nhiên ông ta đặt câu hỏi về ngôn ngữ ở trong nghị quyết này và cáo buộc Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Anthony Blinken cùng với lại bà đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên hiệp quốc là bà Linda Thomas Greenfield đã cố tình hướng dẫn sai lạc cộng đồng quốc tế à, cho những cái lý do liên quan tới vấn đề mà họ gọi là chính trị hóa và nghị quyết này à, đã tuyên bố đây là một cái, à, cái, cái thực hiện về việc ngưng bắn. và bản dự thảo này đã được đưa ra bỏ phiếu và không có trực tiếp liên quan tới việc trả tự do cho các con tin bị bắt giữ bởi Hamas từ tháng 7 tới tháng 10 trong cuộc tấn công vào do Thái và Hiện nay thì Hội đồng Bảo an Liên quốc đã chấp thuận hai cái nghị quyết trước đó về tình trạng tệ hại của uh, vấn đề hỗ trợ nhân đạo tại giải Gaza. Tuy nhiên không kêu gọi cuộc cân bắn. Nga và Trung Quốc đã bỏ phiếu uh, chống lại cái nghị quyết do Hoa Kỳ bảo trợ và đòi hỏi là có cuộc cân bắn trong những thời gian gần đây khi mà các quốc gia Ả Rập đã hậu thuẫn cho uh, dự luật này với 13 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên quốc và trong đó có một uh, thành viên đã vắng, vắng mặt vào ngày 20 tây tháng 2. Và một ngày trước đó thì Hoa Kỳ đã lên tiếng và cho biết về, về cái nghị quyết này trong đó gần như đã bị phản đối bởi phía Nga và Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, đầu tiên hết là các thành phần cấp tiến cực đã tuyên bố là họ sẽ tẩy chay cái cuộc nói chuyện của ông Benjamin Netanyahu, thủ tướng của Do Thái. Bản tin mới nhất từ ở Quốc hội Hoa Kỳ cho biết một số những thành phần cấp tiến cực tả ở trong đảng Dân Chủ bao gồm luôn cả các nhân vật nằm trong nhóm The Squad gồm có Tlaib và bà Presley cũng như là Ihan Omar và Ocasio Conte đã tuyên bố họ sẽ tẩy chay và sẽ không có mặt hoặc là sẽ không có dự vào cái buổi nói chuyện của ông Benjamin Netanyahu trên Quốc hội của Hoa Kỳ sau khi có lời mời của Chủ tịch Mike Johnson. Đây là hành động mới nhất để phản đối cái chính sách gọi của Do Thái trong việc tấn công vào giải Gaza và họ kêu gọi Do Thái phải lập tức rút quân ra khỏi giải Gaza cũng như là phải chấm dứt tình trạng gọi là tấn công vào khu vực này gây hại cho thường dân. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới những thành phần dân đảng Dân Chủ thuộc phe cấp tiến cực tả phản đối cuộc chiến của à, Do Thái nhắm vào Hamas cũng như là phản đối việc mà chính phủ của Joe Biden đã có hành động hỗ trợ cho do phía của Do Thái đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay thì ông Merrick Garland đã bác bỏ những cái lời tiên đoán của các ký giả cho rằng là nên bỏ qua tất cả những cái đánh giá của ông Robert Hurt liên quan tới cái tình trạng trí nhớ của ông Joe Biden. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ là ông Merrick Garland đã bác bỏ một bản báo cáo vào ngày thứ năm đặt câu hỏi là ông ta có nên hủy bỏ tất cả những cái đánh giá của công tố viên độc lập Robert Hurt trong bản báo cáo mà trong đó nói rằng ông Joe Biden có một tí nhớ tày hại. Phóng viên của đài truyền hình NBC là Ken Delanyan đã yêu cầu ông Garland là phải uh, hủy bỏ cái uh, đoạn báo cáo và đánh giá của ông Robert uh, Hurt trong cái việc mà điều tra ông Joe Biden trong việc giữ tài liệu mật của quốc gia. Trong đó nói rằng là cái uh, phần đánh giá này không có vẻ như là khách quan và cần phải xóa bỏ. Tuy nhiên thì ông uh, Marie Kellen đã bác bỏ và nói rằng ông vẫn duy trì tất cả những cái đánh giá của công tố viên độc lập và ông không thể xen vào sự đánh giá này. Bộ Tư pháp cho biết rằng là đây là sự chọn lựa của ông Robert Huss sau khi mà ông ta có cuộc thẩm vấn với ông Chauvin vào tháng 10. Trong đó, ông đánh giá là Chauvin là một người đàn ông lớn tuổi, có trí nhớ tài hại và điều này đã khiến cho đảng Dân Chủ lên án gây gắt. Và hiện nay, thì phóng viên của đài NBC đã hỏi rằng nếu như mà có sự phản đối này, thì có nên hủy bỏ cái đoạn đánh giá đó hay không? thì ông Mriglin đã bác bỏ và cho rằng ông ta vẫn phải tôn trọng sự độc lập đánh giá của công tố viên độc lập mà ông ta đã bổ nhiệm là ông Robert Hurt. đây được xem là một phần trong cái việc gọi là tìm cách xóa bỏ cái tình trạng gọi là Joe Biden đã bị mất trí nhớ hoặc là trí nhớ kém. đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc hội Hoa Kỳ ngày hôm nay cũng như bộ tư pháp và bản tin cũng từ ở Washington DC cho biết thì Joe Biden đã bắt đầu thúc đẩy một cái chính sách DEI nằm trong tất cả cái uh, dự án mà hỗ trợ cho ngành semiconductor, mặc dù cái dự luật gọi là CHIPS Act và đã được thông qua trong đó để hỗ trợ ít nhất là 52 tỷ Mỹ kim cho cái uh, việc hỗ trợ sản xuất semiconductor tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chính quyền của Joe Biden <laughs> đã bắt đầu cố tình âm thầm trói buộc một cái chương trình gọi là Diversity, Equity and Inclusion tức là đa dạng hội nhập và um, uh, có cái uh, gọi là công bằng, là một cái chương trình gọi là DEI trong tất cả những cái công ty nào mà nhận sự tài trợ hoặc là hỗ trợ của chính quyền liên bang. Và dự uh, luật này vốn đã được thông qua và ông Joe Biden đã ký vào tháng 8 năm 2022 để quyết định là phải sản xuất Sermite Conductor tại Hoa Kỳ và trong đó trị giá 52.7 tỷ Mỹ Kim trong đạo luật gọi là chips for American Act và nằm trong cái ngân sách dành cho cái gọi là chips for American Fund và hỗ trợ cho các công ty kể cả những công ty khởi nghiệp có thể thúc đẩy việc sản xuất semiconductor tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì để mà nhận được cái số tiền này thì các công ty kể cả những công ty lớn và các công ty khởi nghiệp phải thực hiện cái chương trình DEI tức là cái chương trình là phải có cái số lượng người được dựa trên giới tính và chủng tộc của họ để thuê mướn có nghĩa là phân ra cái số lượng người da trắng da màu gốc á hay là gốc gọi là người da đỏ tức là cái người bản xứ nguyên thủy và trong đó họ buộc phải có phải đầy đủ những thành phần này nếu như mà muốn nhận cái uh, ngân sách tài trợ của liên bang trong tuần lễ này thì dân biểu jim spank của đảng cộng hòa tại indiana người là chủ tịch của một cái quỹ ban chống lại tình trạng mà gây băng hoại tức là anti -work, uh, anti work đã lên tiếng và chỉ ra cho thấy rằng là trong cái uh, quy tắc mà nhận cái số tiền được xem là hỗ trợ của chính quyền liên bang thì chính quyền của joe biden đã đính kèm cái uh, chương trình dei buộc các công ty này phải thực hiện cái chương trình trên nếu như muốn nhận được cái tiền hỗ trợ của chính quyền liên bang đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình của cái vụ án Hunter Biden. Các whistleblower cho biết là cơ quan CIA đã can dự vào cuộc điều tra nhắm vào Hunter Biden. Bản tin mới nhất cho biết một whistleblower lên tiếng cáo buộc là cơ quan CIA đã can dự và xen vào cái cuộc điều tra gọi là trốn thuế của con trai ông Joe Biden là Hunter Biden khi mà họ ngăn chặn cuộc thẩm vấn với nhân chứng bởi các nhân viên của chính quyền liên bang. CIA cáo buộc là bị cáo buộc là đã xen vào cuộc điều tra nhắm vào ông Hunter Brandt từ tháng 8 năm 2021 trong lúc mà họ nói rằng là đối phó với Bộ Tư pháp tức là DOJ và Sở Thuế trong việc mà phỏng vấn với lại Kevin Morris được xem là một nhân vật có liên hệ với lại Hunter Biden và nhân vật này về à, hiện nay được xác nhận là à, một whistleblower à, sau khi mà chủ tịch của ủy ban tư pháp tại hạ viện và chủ tịch ủy ban giám sát tại hạ à, hạ viện là ông James Comer đã thẩm vấn các nhà lập pháp đã đưa ra lời cáo buộc trong ngày 21 tây tháng 3 trong một lá thư gửi cho giám đốc cơ quan CIA là William Bin trong đó họ yêu cầu phải cung cấp tất cả những cái mẫu đối thoại và những cái nỗ lực ngăn cản của điều tra này mà quỹ ban họ nói rằng đang trong tiến trình điều tra đàn hạch đối với lại ông joe biden một phần trong tiến trình điều tra đàn hạch thì các quỹ ban đang điều tra vào một số ừ, tin tức cho biết là Ông Joe bên có cản trở và dùng cái quyền lực của ông ta để cản trở hay không? À, chúng tôi cần biết được những cái uh, chi tiết này trong cái việc điều tra và truy tố Hunter Biden. Các nhà lập pháp đã viết trong một lá thư gửi cho phía của cơ quan CIA. Phát công viên của cơ quan CIA à, đã trả lời trong email với lại truyền thông nói rằng là cuộc điều tra này diễn ra và điều này họ không hề có việc can dự vào cuộc điều tra. Chúng tôi có thể nói rằng cơ quan CIA hợp tác với các nhân viên công lực và các đối tác và chúng tôi không cản trở cuộc điều tra. Đó là lời phát biểu của CA đưa ra và trong đó CA vẫn tiếp tục à, hợp tác và với Ủy ban giám sát và sẽ làm điều này tiếp theo và 5 năm điều tra thì ông Hunter Biden đang bị cáo trạng vào vào tháng 12 năm 2023 trong ít nhất là 9 tội danh liên quan tới thuế và trong đó gồm 3 trọng tội và 6 tiểu hình à, cùng với lại ông ta trong đó ông ta đã không trả tiền thuế 1.4 triệu Mỹ Kim từ năm 2016 cho tới năm 2019 và thay vào đó thay vì trả thuế thì ông Biden đã chi tiền cho vấn đề ma túy à, cùng với lại các cô gái xinh đẹp và ở trong những khách sạn sang trọng và những cái à, biệt thự sang trọng dùng những chiếc xe để mắc tiền và à, à, sắm sửa quần áo riêng cho ông ta. Đó là lời phát biểu trong bản statement đã đưa ra. Và hiện nay thì à, phía ủy ban cho biết là họ đang cần câu trả lời từ cơ quan CIA khi họ cản trở cuộc thẩm vấn và với các nhân chứng liên quan tới cuộc điều tra của ông Hunter Biden. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hunter Biden ngày hôm nay và một trường uh, trung học à, xin lỗi quý vị một cái uh, học khu ở tại thành phố New York đã đưa ra dự luật có thể dẫn tới tình trạng ngăn cấm những người chuyển giới tham gia vào những cuộc tranh tài thể thao với phụ nữ và trẻ bé gái. Bản tin từ ở phía Manhattan cho biết thì một cái khu vực láng giềng láng giềng của Manhattan đã chấp thuận một nghị quyết trong đó có thể dẫn tới việc ban cấm những vận động viên chuyển giới có thể tranh tài với lại các bé gái trong trường học, bất kể là sự phản đối của các hội nghị viên hội đồng thành phố New York và kể cả một tài tử nổi tiếng của Hoa Kỳ mà là tài tử chuyển giới có tên là Elliot Page trong cuộc bỏ phiếu 8 trên 3. Thì hội đồng học khu của quận số 2, tức là cái địa hạt số 2 đã thông qua một cái dự luật đầy tranh cãi theo tường trình của tờ New York Post cho biết. Và trong đó là cái đây là cái hệ thống học khu được kiểm soát bởi cái khu vực ở phía thấp hơn ở phía đông của Manhattan. Và tờ New York Post cho biết là cuộc họp này diễn ra sau khi mà có sự khiếu nại của các phụ huynh các nhà hoạt động của giới chuyển giới, các giới chức của thành phố và rất nhiều người đã nói ra và chống lại cái nghị quyết này. Tuy nhiên, thì một trong những nghị viên của hội đồng thành phố New York là Eric Boser đã lên án cái dự luật này và ông ta nói rằng ông ta đại diện cho ít nhất cá nhân của ông ta và ba nhà lập pháp khác. Chúng tôi đã phản đối cái nghị quyết này. Đây được xem là cái nghị quyết được đưa, đưa ra bởi một cái học khu ở cái quận được xem là cái quận hạt nằm kế bên Manhattan và trong đó họ không đồng ý cho việc mà các vận động viên chuyển giới có thể tranh tài chung với lại những bé gái trong các cái cuộc hoạt động thể thao trong trường học. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay là các nhà đầu tư đã bỏ phiếu và bật đèn xanh cho việc xác nhập của công ty truyền thông của ông Trump và trang mạng xã hội ông Lập La là Tru So So. Và điều này sẽ đẩy cái mức của công ty truyền thông này, cái mức vốn lên 6 tỷ Mỹ Kim và riêng phần ông Trump sẽ được chia cái số tiền khoảng 3.6 tỷ Mỹ Kim. Cựu Tổng thống Trump đã có một bước gần và đạt được cái sự hỗ trợ của các nhà đầu tư trong trang tru True Social, tức là trang mạng xã hội mà ông lập ra sau khi có sự xác nhập với lại công ty mẹ của công ty truyền thông do ông lập ra. Và thỏa thuận này thì ông Trump nắm đa số quyền cổ phiếu ở trong công ty, trong đó trị giá khoảng 3.6 tỷ Mỹ Kim. Và việc xác nhập này sẽ cho phép công ty truyền thông do ông nắm giữ gọi là Trump Media and Technology Group sẽ xác nhập với lại cái Digital World Acquisition Corporation gọi tắt là DWAC và điều này sẽ đối thúc đẩy cho cái công ty truyền thông của ông Trump sẽ lên thị trường IPO và sẽ có trị giá khoảng 6 tỷ Mỹ Kim và bước kế tiếp là việc mà sẽ hoàn tất trong vòng một tuần lễ à, trong đó thì à, tổng giám đốc điều hành của công ty Digital World là à, cựu À, cựu CEO tức là cựu tổng giám đốc có tên gọi là Patrick Orlando à, được xem là một đối tác của ông Trump cũng như là à, những nhân vật khác đã bắt đầu để à, tìm cách gọi là à, vốn họ nói rằng họ không muốn có cuộc sát nhập này tuy nhiên thì à, các nhà đầu tư đã đồng ý và điều này có thể dẫn tới việc mà cựu tổng thống Trump có thể được chia cái khoản tiền lên tới 3.6 tỷ Mỹ Kim và trị giá của công ty này sẽ trên 9 tỷ Mỹ Kim và được xem là một trong những cái trang mạng xã hội à, gần như là tương đương với lại trang mạng xã hội phân nửa của ông Elon Musk là trang Platform X, đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất và cho thấy rằng là ông Trump đã bắt đầu có thêm cái nguồn tài chánh từ cái trang True Social của ông đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và một bản báo cáo mới nhất bà Tusigaba, vốn là một thành viên của Đảng dân chủ trước đây rời khỏi Đảng dân chủ và trở thành một nhân vật chính trị độc lập, đã nằm trong danh sách phó tổng thống của cả ông Trump lẫn ông Robert Kennedy Jr. Một bản báo cáo mới nhất cho biết thì cựu dân biểu của Đảng dân chủ là bà Tusigaba ở Hawaii, vì hiện nay là một nhà chính trị độc lập đang duyệt xét việc có thể trở thành ứng cử viên cho vai trò phó tổng thống của cựu tổng thống Trump hoặc là ông Robert Kennedy Jr. theo tường trình của đài NBC đưa ra, đài NBC đã đưa lên tiếng và nhắc nhở tới bà Gabbard được xem là một uh, dân biểu uh, đã từng uh, ra tranh cử tổng thống năm 2016 và trong đó gần như là bà đã rời khỏi đảng dân chủ sau khi bà phát hiện về những cái gọi là tiêu cực trong đảng dân chủ. Một nguồn tin giấu tên nói với đài NBC bà Gabbard có thể sẽ có một cái uh, duyệt xét nghiêm túc khi mà ông bà có thể được mời và làm phó tổng thống cho ông Robert Kennedy Jr. Tuy nhiên thì bà vẫn chưa biết được bà bởi vì bà vẫn đang có cái khuynh hướng nghiêng về phía ông Trump mà trong đó trong danh sách mà ông Trump đưa ra trước đây trong 6 người và sau này tăng thêm hai người là 8 người thì cũng có tên của bà Tulsi Nguồn tin nói thêm rằng là bà Tulsi Gabbard đang đã, đã đang đã, nằm trong cái gọi là cái sự hứng thú trong cái chiến dịch tranh cử của ông Kennedy. Hiện nay thì bà đang cho biết là ông Trump cũng đã nói chuyện với bà. Tuy nhiên bà không tiết lộ cho biết là ông Trump sẽ chọn ai và cho tới giờ phút này nhiều người vẫn đang thắc mắc là ông Trump sẽ chọn ai làm người phó công trong việc tranh cử tổng thống năm 2024. Bà Gabra được xem là một nhân vật phát biểu quan trọng trong buổi gây quỹ của cựu tổng thống Trump tại Maalago vào tháng này. Bà được biết là một trong những nhân vật đang có một cái tầm ảnh hưởng rất lớn đối với giới bảo thủ tại Hoa Kỳ. Và hiện nay thì bà cũng nằm trong danh sách mà Robert Kennedy đang nhắm tới để chọn bà có thể trở thành phó tổng thống đứng chung liên danh với ông ta. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của bầu cử ngày hôm nay. Và các thượng nghị sĩ tại sàn thượng viện đã lên tiếng cảnh cáo về việc Trung Quốc làm gián điệp trong nỗ lực mà họ tiếp tục sử dụng trang mạng TikTok cộng đồng tình báo đã đưa ra một cái nguồn tin khá quan trọng cho phía thượng viện của hoa kỳ là khả năng hoạt động tình báo của trung quốc thông qua trang mạng tiktok trong tuần này ít nhất là một nhà lập pháp đã cho bia báo chí biết như trên. Trong cuộc họp báo vào ngày thứ tư với các viên chức từ cơ quan FBI, Bộ Tư pháp và Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia đã chi tiết cho thấy là phía Trung Quốc có khả năng là có thể thay lấy được dữ liệu của người dân Hoa Kỳ thông qua cái trang mạng được xem là nổi tiếng này. Và phía Thượng viện đang duyệt xét là cái dự luật đã được thông qua vào tuần trước của Hạ viện, trong đó buộc công ty bidance là công ty có trụ sở tại Trung Quốc phải thoát vốn ra khỏi công ty TikTok hoặc sẽ phải đối diện với rằng TikTok sẽ bị cấm tại Hoa Kỳ. Một thượng nghị sĩ đã nói với tờ Axios rằng TikTok có khả năng làm gián điệp và sử dụng tất cả những cái uh, và lắng nghe được cái, cái nói cái microphone của các cái uh, người sử dụng khi dùng các cái uh, thiết bị về viễn thông của họ, bao gồm cả cái uh, lẫn cái uh, laptop hoặc là dùng cái uh, cái ipad hay là tablet và trong đó họ có thể thu lại tất cả những cái âm thanh từ những người sử dụng thượng nghị sĩ Ted Cruz của đảng cộng hòa tại texas đã lên tiếng và nói rằng đây rõ ràng là một cái sự đe dọa từ trung quốc thông qua trang mạng TikTok, họ có thể uh, giám sát và họ có thể lấy được tất cả những thông tin kể cả những cái uh, thông tin nằm trên cái phone của quý vị. Đó là lời phát biểu của thương nghị sĩ Eric Smith của Đảng Cộng hòa tại Missouri đã lên tiếng cho biết như trên. Và hiện nay thì tờ Washington Post cho thấy rằng là các nhà lập pháp đang đối diện với sự đe dọa là cái dự luật này có thể sẽ và được cản trở ở trên sàn thượng viện. Tuy nhiên thì sự đe dọa này đang diễn ra và trước đó thì thượng nghị sĩ Tom Tillis của đảng cộng hòa tại North Carolina đã cho biết ông đã bị đe dọa sinh mạng bởi một kẻ dùng TikTok và đang đe dọa tới sinh mạng của ông. Đây được xem là một trong những cái đoạn audio mà ông đã cung cấp cho các nhân viên công lực khi mà họ thu lại cái đoạn audio để uh, gọi là sẽ sát hại ông. Nếu như mà ông ủng hộ cho việc cấm TikTok, đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất cho thấy là đang có cái tình trạng Trung Quốc đang sử dụng tất cả những cái uh, mạng xã hội bao gồm cả TikTok để hoạt động gián điệp và giám sát người dân Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Trung Quốc ngày hôm nay. Và từ Đài Loan cho biết thì một ngư phụ của Đài Loan đã bị bắt giữ bởi phía Trung Quốc và họ quy chụp cho người này là một binh sĩ của Đài Loan. Bản tin từ Đài Bắc cho biết thì Cộng sản Trung Quốc trong ngày thứ Sáu nói rằng họ đã trả tự do cho một trong hai ngư phụ của Đài Loan. Thời gian gần đây đã được cứu ở trên biển. Tuy nhiên, họ vẫn bắt giữ người thứ hai và nói rằng người thứ hai này có tình nghi là một binh sĩ của Đài Loan. Người này 25 tuổi có cái họ là họ Hồ bố và một người khác 40 tuổi có tên là có cái họ là họ Vũ đã bị bắt giữ bởi lực lượng hải giám của Trung Quốc kể từ khi mà họ được cứu lên vào ngày chủ nhật vừa qua ngày 17 tây tháng 3 và một trong hai người đã được trả tự do à, trong khi đó thì một người khác đã bị bắt giữ và bị trung quốc cho rằng họ tình nghi một trong hai người này và người bị giữ trở lại là một lực lượng trong nằm trong binh sĩ của đài loan một điều mà phía đài loan đã bác bỏ và nói rằng đây chỉ là những ngư phủ bình thường. việc bắt giữ này đã xảy ra ở trên cái khu vực gần đảo kim môn tức là cái đảo do đài loan kiểm soát nằm gần thêm lục địa với trung quốc và có thể là đây là một cái hành động trả đũa sau khi mà đài loan đã trượt đuổi ít nhất là bốn ngư phủ của Trung Quốc và trong đó họ nhảy xuống biển và Đài Loan kịp thời cứu được hai người và hai người khác đã bị thiệt mạng. Điều này đã dẫn tới việc đối đầu gay gắt giữa lực lượng hải giám của Trung Quốc và lực lượng tuần duyên của Đài Loan trên vùng biển Kim Môn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Á Châu ngày hôm nay, Trung Quốc đã gọi cái chuyến viếng thăm của Phó Tổng thống đắc cử Đài Loan tới Cộng hòa Czech là một cái biến chuyển mà họ cho rằng là sẽ gây nguy hiểm cho mối quan hệ giữa Trung Quốc và Cộng hòa Czech. Trung Quốc trong ngày thứ Ba, 19 tây tháng 3 đã lên tiếng và đòi hỏi phía Cộng hòa Czech là phải chấm dứt cái hành động mà gây nguy hiểm cho mối quan hệ của hai nước khi tiếp đón Phó Tổng thống đắc cử của Đài Loan là bà Sao Bi Kim à, đang viếng à, thăm và gặp gỡ với các nhà lập pháp của Cộng hòa Czech và một phần trong cái chuyến công du tại Âu Châu trước khi mà bà lên nhận chức vào ngày 20 tây tháng 5 bà sau viếng thăm cộng hòa chat vào ngày thứ ba 19 tây và trong chuyến viếng thăm này bà đã nói chuyện với hàng loạt các nhà lập pháp của cộng hòa chat cũng như là bà được mời nói chuyện trong một cái tổ chức chiến lược của cộng hòa chat có tên gọi là synopsic và trong cái trang platform x thì à, chủ chủ tịch thượng viện của cộng hòa chat là milos wassil đã lên tiếng và nói rằng ông đã gặp bà sau à, và ở bên lề của cái hội nghị này và ông cho biết rằng là đây là một cuộc gặp gỡ rất tuyệt vời và nó thúc đẩy cái mối quan hệ hợp tác giữa đài loan và cộng hòa chết sau khi tin tức này được đưa ra thì phát công viên của bộ ngoại giao cộng sản trung quốc nói rằng bắc kinh mạnh mẽ phản đối cái mối quan hệ của đài loan với những quốc gia ở âu châu và điều này sẽ gây tổn hại cho mối quan hệ ngoại giao giữa trung quốc và cộng hòa chết và kêu gọi cộng hòa chết là phải tôn trọng cái gọi là one china policy đây được xem là phản ứng của cộng sản trung quốc đã đưa ra ngay sau khi bà Sao Binh Kim đang có mặt tại Âu Châu và có mặt tại Cộng hòa Czech trong chuyến công du Á Châu của bà trước khi bà lên nhận chức phó tổng thống vào ngày 20 tây tháng 5. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, mặc dù là Võ Văn Thưởng đã bị đẩy ra khỏi quyền lực, tuy nhiên thì Trung Quốc cho rằng là mối quan hệ của họ với Cộng sản Việt Nam vẫn vững chắc. Đây là bản tin trên tờ South China Morning Post, việc mà ông Võ Văn Thưởng từ chức gia tăng lo ngại về sự ổn định. Tuy nhiên, mối quan hệ của Cộng sản Trung Quốc vẫn tiếp tục ổn định với Cộng sản Việt Nam. Và đó là cái bản tựa ở trên tờ South China Morning Post. Và ông Võ Văn Thưởng đã bất ngờ từ chức sau 18 bốn tháng cầm quyền chủ tịch nhà nước và giờ đây thì à, việc từ chức của ông đã dẫn tới một cái sự lo ngại về cơn hỗn loạn trong bộ chính trị đảng cộng sản việt nam và trong khi đó thì các cái kẻ quan sát của trung quốc cho rằng là việc à, hỗn loạn này nó không gây tác hại cho mối quan hệ giữa hai quốc gia. Hiện nay thì phía Trung Quốc cho biết rằng là họ vẫn tiếp tục làm việc thắt chặt với lại phía Cộng sản Việt Nam trong nhiều mối quan hệ. Trong lúc mà chi tiết về cái việc mà từ chức này, ông Thưởng đã nộp đơn từ chức sau khi mà ông ta bị cáo buộc các cái tội cho rằng là, là đã quy, đã vi phạm cái quy tắc của cương lĩnh đảng theo tường trình cho biết và trong đó có liên can tới những cái vụ án tham nhũng ông đã trở thành à, à, chủ tịch nhà nước trong vòng 14 tháng trước khi mà ông nguyễn xuân phúc đã à, sau khi mà ông nguyễn xuân phúc đã từ chức hồi tháng giêng năm ngoái liên quan tới cái việc gọi là cái à, kiếp thác việt á và ông thưởng 53 tuổi được xem là thành viên trẻ nhất ở trong bộ chính trị à, đã được nguyễn phú trọng nâng lên làm chủ tịch nhà nước tuy nhiên thì hiện nay À, ông ta đã từ chức và bây giờ thì cái cơ đơn từ chức của ông ta đã được chấp thuận và Trung Quốc tuyên bố vẫn tiếp tục thắt chặt các mối quan hệ với lại đảng Cộng sản Việt Nam sau vụ từ chức của Võ Văn Thưởng, nhân vật được xem là nhân vật miền Nam duy nhất nằm ở trong cái khối tứ trụ của Cộng sản Việt Nam. Đó là bản tin liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, Hà Nội lại trở thành thành phố ô nhiễm nhất thế giới và trong đó được biết là tình trạng cả ô nhiễm tại Hà Nội đã tới mức trầm trọng. Theo cái chỉ số uh, ô nhiễm của Power Air, được xem là một cái... Uh, trang chuyên về tính chất đánh giá về cái tình trạng ô nhiễm của các thành phố trên thế giới cho biết là chỉ số ô nhiễm AQI ở tại Việt Nam đã lên mức là 150 cho tới 200 cái mức được xem là cao nhất và được xem là cao nhất trên thế giới và trở thành thành phố ô nhiễm nhất không những là ở trên khu vực mà ở thế giới. Đây được xem là một trong những bản báo cáo cho thấy rằng là tình trạng này đã không hề được cải thiện trong suốt gần một năm qua và người dân ở tại đây đã sống trong tình trạng gọi là bụi màu à, nâu tức là cái bụi à, độc tức là những cái bụi mà từ cát hoặc là từ những cái à, bụi à, gọi là khí thải môi trường đã đưa ra và theo à, bản tin cho biết thì có rất nhiều những cái cuộc gọi là xây dựng và những cái à, công trình sản xuất xung quanh thành phố hà nội đã tạo ra bầu không khí ô nhiễm này và họ gọi là sương mù màu nâu ở tại thành phố hà nội đó là bản tin liên quan tới tình hình ô nhiễm tại hà nội ngày hôm nay và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, một câu hỏi mà cư dân mạng đã đặt câu hỏi là Chủ tịch huyện Nhân Trạch tuyên bố là bị lừa đảo 100 tỷ đồng và hiện nay công an đầu của Đồng Nai đang bước vào cuộc điều tra và những cư dân mạng lên tiếng và nói nói rằng là ông này làm cách nào có tới 100 tỷ đồng bị lừa là khi ông ta chỉ là chỉ, chỉ là chủ tịch của một cái huyện nhỏ. Bản tin mới nhất từ tỉnh công an Đồng Nai nói rằng họ đang phối hợp với lại một số những cơ nhân viên công lực khác của Cộng sản Việt Nam để điều tra về việc chủ tịch của huyện Nhân Trạch tuyên bố là ông ta đã bị lừa gạt lên tới 100 tỷ đồng. Trong đó thì à, các nhóm lừa đảo đã yêu cầu bà à, Nguyễn Thị à, Giang Hương là chủ tịch của quỹ ban à, của huyện Nhân Trạch mở chương mục và sau đó phải huy động tiền của người thân để à, đưa vào cái chương mục này. Và đây được xem là một trong những cái chi tiết mà tất cả các cư dân mạng tại Việt Nam đã đặt câu hỏi là ông này là một cán bộ bình thường và là một chủ tịch của một cái quyền nhỏ, tại sao có gia tài tới 100 tỷ? 100 tỷ này có nghĩa là tương đương với hơn 4 triệu Mỹ kim, gần 5 triệu Mỹ kim. Đây được xem là câu hỏi mà cư dân mạng ở trên mạng xã hội Việt Nam đã đặt câu hỏi sau khi báo chí đăng ra về tình trạng mà phải huy động tiền của người trong gia đình và như vậy có nghĩa là ông này có một cái tài sản khổng lồ hơn với cái số tiền tống tiền lên tới 100 tỷ đồng đó là bản tin liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.